Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Ở đây nếu mà anh chị nào đã từng lái xe hơi, đặc biệt là từng lái ở nước ngoài, thì chắc là sẽ biết tới một cái thuật ngữ khá là quan trọng. Nó gọi là blind spot. Tiếng Việt mình dịch ra là điểm mù. Thuật ngữ này nó dùng để chỉ những cái vùng mà nó nằm ngoài cái tầm quan sát của chúng ta. Khi mà những cái vật thể hay là những cái xe khác họ nằm ở trong cái vùng này, thì dù là họ đang chạy ngay bên cạnh chúng ta cũng sẽ không có thấy được. Do đó cho nên blind spot nó rất là nguy hiểm khi mà chúng ta lái xe. Và những người chạy xe có kinh nghiệm thì họ thường họ phải luôn dự trù để mà phòng tránh những cái tình huống nguy hiểm bất ngờ nó xuất hiện từ những cái blind spot này. Và ở trong cuộc sống của chúng ta, nó cũng có cái khái niệm blind spot. Và tương tự như trong lái xe, blind spot ở trong cuộc sống nó cũng rất là nguy hiểm. Thậm chí đôi khi nó còn nguy hiểm hơn cả lái xe. Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ cùng phân tích với các anh chị về cái khái niệm blind spot ở trong cuộc sống này để chúng ta có một cái bức tranh tổng quát về nó, chúng ta hiểu hơn về nó, để từ đó chúng ta biết cách đối mặt với nó một cách hiệu quả hơn. Thì để mà phân tích cái vấn đề này, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái kiến thức khá là thú vị mà tôi đã thu nhập được từ khá lâu. Chính cái kiến thức này, nó đã giúp tôi có được một cái bức tranh tổng quát về những gì mình biết và những gì mình chưa biết. Thì khi mà nói về kiến thức, chúng ta sẽ dễ dàng phân định ra được hai loại kiến thức. Đó là những gì chúng ta đã biết và những gì chúng ta chưa biết. Ví dụ, tôi biết lái xe hơi, nhưng mà tôi chưa biết lái tàu vũ trụ chẳng hạn. Tuy nhiên, khi mà đào sâu hơn về vấn đề này, thì nó sẽ lại có thêm những cái loại biết và những loại chưa biết khác nữa. Và cụ thể, tổng cộng chúng ta có tới 4 loại. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị 4 loại đó là như thế nào. Đầu tiên, đó là ai cũng có thể biết những gì mà mình đã biết. Như ở trong cái ví dụ lúc nãy, đây nó chính là cái trường hợp mà tôi đã biết là tôi biết lái xe rồi. Tiếp theo là trường hợp biết cái mình không biết. Và cũng như ở trong cái ví dụ lúc nãy, đó là trường hợp mà tôi biết là tôi chưa có biết lái tàu vũ trụ. Đó là hai nhóm đầu tiên, và hai nhóm này cơ bản nó khá là dễ hiểu. Bây giờ chúng ta sang hai cái nhóm còn lại. Hai cái nhóm này nó mới bắt đầu nó có những cái điều thú vị. Thì cái nhóm thứ ba là nhóm những thứ mà tôi không biết là tôi đã biết. Nghe đoạn này có vẻ nó hơi bất hợp lý. Tại sao tôi lại không biết những gì mà tôi đã biết? Nhưng mà thật ra nếu mà để ý kỹ thì các anh chị sẽ thấy là cái điều này nó cũng khá là phổ biến. Nó thường xuất hiện ở trong những cái trường hợp mà chúng ta đã quá quen thuộc về một cái kỹ năng hay là một cái kiến thức nào đó, dẫn tới cái việc là chúng ta quên mất luôn là nó cũng là một dạng kiến thức. Ví dụ đơn giản nhất là cái việc chúng ta biết đi, thì đi nó cũng là một cái loại kỹ năng mà những ngày còn nhỏ chúng ta đã phải cố gắng lắm, chúng ta mới tập đi được. Nhưng mà tới khi lớn lên rồi, nó trở nên quá là bình thường, thành ra là chúng ta cũng không còn để ý tới nó nữa. Chúng ta gần như quên mất là chúng ta đã có một cái kỹ năng, đó là chúng ta biết đi. Và ở trong kiến thức cũng vậy, có những cái loại kiến thức mà chúng ta đã biết và chúng ta đã quá quen thuộc với nó. Thành ra là chúng ta nghĩ là ai cũng sẽ biết như mình. Nghe thì có vẻ nó cũng không phải là một cái gì đó quá là nghiêm trọng. Nhưng mà thực chất thì ở trong một số trường hợp, nó lại là vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Ví dụ cụ thể là trước khi mà tôi làm cái chuỗi podcast này, có rất là nhiều chủ đề mà tôi thường hay nghĩ là cái này thì ai cũng biết rồi, mình chia sẻ làm gì. Ví dụ, có lần tôi làm về cái chủ đề hướng nội và hướng ngoại, thì trước khi mà làm cái tập đó, tôi cứ đắn đo suy nghĩ là ôi trời, mấy cái này thì ai mà không biết. Mình nói về cái đó thì nó sẽ không có mang lại giá trị gì cho xung quanh hết. Nhưng mà kết quả là khi mà tôi làm cái tập đó xong rồi, thì nó lại là một trong những tập mà tôi nhận được cái phản hồi rất nhiều. Đó là nhờ những cái kiến thức mà tôi đã chia sẻ đó, nó đã giúp cho nhiều người hiểu rõ về bản thân mình hơn. Thậm chí là với cái chủ đề ngày hôm nay, những điều mà tôi đang chia sẻ cho các anh chị
thì ban đầu tôi vẫn nghĩ là ui mấy cái này thì ai mà không biết, chia sẻ ra không biết là nó có giá trị gì hay không. Nhưng mà dần dần tôi học được cách để mà khắc chế được những cái suy nghĩ dạng như vậy, và nó đã giúp tôi trong rất là nhiều trường hợp. Chút nữa thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái việc xử lý và đối mặt với những cái vấn đề này như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta nói tiếp sang một cái loại biết cuối cùng, và cái loại này nó mới là cái loại nguy hiểm nhất. Đó là không biết cái mình không biết. Đây nó chính là cái điểm mù ở trong cuộc sống mà lúc nãy tôi đã nhắc tới. Có những điều chúng ta không biết, nhưng mà chính chúng ta cũng không biết là chúng ta đang không biết. Nghe đoạn này nó hơi lằng ngoằng. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ. Tôi lại quay về cái ví dụ lái xe. Khi mà chúng ta không biết lái xe, thì lúc đó hiển nhiên là chúng ta biết là mình đang không biết lái xe. Đây nó chính là cái trường hợp thứ hai. Tới khi mà chúng ta biết lái xe được một cách căn bản rồi, thì khi đó chúng ta lại nghĩ là coi như xong, từ nay mình đã biết lái xe rồi. Tuy nhiên, nếu mà đi sâu hơn một chút nữa, chúng ta mới nhận ra là còn vô số những cái kỹ năng, những cái khái niệm và những cái kiến thức khác về lái xe mà mình hoàn toàn chưa biết gì. Ví dụ như cái cách để vô cua, ra cua như thế nào cho nó hiệu quả, cái cách để đi đèo dốc như thế nào cho nó an toàn, rồi cái cách chạy xe ban đêm ra sao, sử dụng đèn như thế nào, cho tới những cái kỹ năng cao hơn như là cái cách để bù ga như thế nào khi mà chúng ta tăng giảm số, rồi những cái phạm trù xa hơn nữa như là cái cách để mà cảm nhận được những nguy hiểm ở trên đường. Càng tìm hiểu thì chúng ta sẽ càng thấy là còn vô số những cái kiến thức mà mình chưa biết. Mà đây là tôi chỉ mới nói tới một cái việc nhỏ như là lái xe. Khi mà chúng ta nói tới những cái chủ đề phức tạp hơn ở trong cuộc sống, thì càng tìm hiểu, chúng ta sẽ càng nhận ra là nó mênh mông biển trời. Và hầu hết mọi thứ ở trong cuộc sống nó đều như vậy. Càng hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ càng thấy là những gì mình biết là nó quá là nhỏ bé. Và tới một lúc, chúng ta chợt giật mình nhận ra là ôi trời đất ơi, có quá là nhiều thứ mà trước đây mình không biết. Nghĩa là ở hiện tại, mình cũng sẽ đang có vô số những điều mà nó nằm ngoài tầm mắt của mình mà mình chưa biết. Và chính cái giai đoạn này nó mới làm cho chúng ta bắt đầu bớt háo thắng trở lại. Thay vào đó là chúng ta bắt đầu khiêm tốn hơn. Đây nó chính là cái trường hợp của những người vô cùng giỏi về một cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà họ cứ luôn miệng nói là mình không biết gì nhiều hết. Những cái trường hợp như vậy, bên cạnh là cái việc họ đang khiêm tốn, thì cũng phần nhiều lý do là bởi vì họ thực sự đã cảm nhận được cái sự mênh mông của cái lĩnh vực mà họ đang nghiên cứu. Và những cái kiến thức mà họ đang có, nó chỉ là một phần rất nhỏ ở trong đó. Song song đó, ở cái chiều ngược lại, chúng ta lại có những người mới vừa biết được một cái chủ đề nào đó, và họ lại nghĩ là mình đã biết rất nhiều rồi. Họ nghĩ là mình đã là một cái chuyên gia rồi. Và từ đó nó dẫn đưa tới vô số những cái vấn đề khác. Những vấn đề này chút nữa chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta nói sau. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúng ta tìm hiểu về cái việc này thông qua một cái cách biểu đạt khác. Đoạn này thì nó sẽ có một số cái minh họa, cho nên anh chị nào xem bằng video thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Còn anh chị nào đang xem podcast bằng âm thanh thì cố gắng hình dung. Rồi sau đó lúc nào rảnh thì các anh chị nên xem thêm ở trên YouTube. Bây giờ các anh chị hình dung là chúng ta có một cái chủ đề nào đó, ví dụ như là đầu tư ở trên thị trường chứng khoán chẳng hạn. Trước khi mà chúng ta bắt tay vào tìm hiểu chủ đề này, thì hiển nhiên là chúng ta chưa biết gì về nó. Đây nó chính là cái giai đoạn 1, là giai đoạn mà chúng ta biết là mình không biết. Cho tới khi mà chúng ta bắt đầu ngồi xuống tìm hiểu được một thời gian rồi, chúng ta bắt đầu có được những cái kiến thức nhất định, đã biết được đôi chút về cách mua bán cổ phiếu như thế nào, cách đọc biểu đồ ra sao, biết được đôi chút về những cái phương pháp đầu tư. Thì tới đây chúng ta tạm gọi đó là giai đoạn 2, là giai đoạn chúng ta biết những gì mình biết. Và cứ như vậy, các anh chị lại tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức. Cái vòng tròn hiểu biết của các anh chị, nó sẽ từ từ nó càng ngày nó càng mở rộng ra hơn. Và tới lúc này, nó sẽ có hai cái hiệu ứng khá là thú vị bắt đầu nó xuất hiện. Hiệu ứng thứ nhất, đó là sau vài năm bắt đầu đầu tư ở trên thị trường chứng khoán, chúng ta bắt đầu quá quen thuộc với những thứ mà thật ra ngay từ đầu, bản thân nó cũng là một loại kiến thức. Ví dụ như cái cách ra lệnh mua, lệnh bán như thế nào, cái cách đặt giá trần, giá sàn như thế nào. Và cũng chính bởi vì chúng ta đã quá quen thuộc với nó, cho nên có những cái kiến thức mà chúng ta quên mất luôn là nó cũng là một dạng kiến thức. Thì đây nó chính là cái phần mà tôi tô màu đen ở đây.
là những điều mà mình quên mất là nó cũng là những kỹ năng, những kiến thức. Và theo như cái tên gọi lúc nãy của chúng ta, thì nó chính là những cái thứ mà mình không biết là mình đã biết. Đó là hiệu ứng thứ nhất. Cái hiệu ứng thứ hai, hiệu ứng này quan trọng hơn. Đó là khi mà cái vòng tròn kiến thức của chúng ta nó dần dần nó mở rộng ra, thì đồng thời chúng ta cũng có một cái vòng tròn đứt khúc này, nó cũng dần dần nó mở rộng ra thêm. Và cái khoảng xám giữa hai vòng tròn này, nó chính là những cái kiến thức mà chúng ta biết là nó có tồn tại ở trên đời, nhưng mà chúng ta lại chưa biết. Ví dụ, chúng ta biết là để mà đầu tư an toàn, thì chúng ta buộc phải biết cách phân tích các cái bản báo cáo tài chính. Nhưng mà ở trong những cái bản báo cáo tài chính thì nó lại có vô số những cái kiến thức mà chúng ta chưa thể biết hết được. Và những cái kiến thức đó, nó sẽ nằm ở trong cái vùng xám này. Đây nó chính là những điều mà chúng ta biết là mình không biết. Đồng thời với đó, thì chúng ta cũng lờ mờ nhận ra là ở bên ngoài cái vùng màu xám này, nó sẽ còn vô số những cái kiến thức khác nữa, mà thậm chí là chúng ta còn chưa biết tới cái sự tồn tại của nó trên đời. Đây nó là những cái thứ mà nó nằm cả bên ngoài cái đường đứt khúc này. Nghĩa là tầm nhìn của chúng ta khi đó, nó còn chưa với được tới những cái kiến thức này. Và đây, nó chính là những cái điều mà chúng ta không biết là mình không biết. Nó chính là cái blind spot, cái điểm mù mà tôi muốn nhắc đến ở trong tập ngày hôm nay. Những gì mà tôi vừa mô tả với các anh chị, nó chính là một cái bức tranh khác của một cái hiệu ứng rất là nổi tiếng ở trong tâm lý học. Nó gọi là Dunning-Kruger. Một lúc nào đó thì tôi sẽ làm một cái tập riêng để mà chia sẻ với các anh chị cụ thể hơn về cái hiệu ứng Dunning-Kruger này. Còn trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập trung nói nhiều hơn về cái cách mà chúng ta nên đối mặt với những cái điểm mù ở trong cuộc sống như thế nào. Các anh chị thấy rõ ràng rằng đây là một cái hiệu ứng nó thuộc cái phạm trù tâm lý học. Nghĩa là nó không phải là một cái câu chuyện của riêng ai, mà tất cả ai trong chúng ta ít nhiều cũng sẽ trải qua những cái giai đoạn như vậy. Nghĩa là chúng ta sẽ đi từ cái giai đoạn không biết cho tới cái giai đoạn biết một chút. Nhưng cũng chính bởi vì khi mà chúng ta mới biết một chút, thì cái đường chân trời, chính là cái đường đứt khúc này, nó vẫn còn nằm ngay sát cạnh những gì mà chúng ta đang biết. Thành ra là chúng ta nghĩ là những cái chủ đề này nó chỉ có vậy thôi. Và chỉ đến khi nào mà chúng ta biết nhiều hơn rồi, thì cái đường chân trời này nó mới bắt đầu nó mở rộng ra thêm. Nó mới tạo ra cái khoảng chênh lệch giữa những gì chúng ta đã biết và những gì chúng ta biết là mình chưa biết. Để từ đó chúng ta mới dần nhận ra là vẫn còn vô số những thứ khác mà nó nằm ở trong cái vùng mà mình chưa biết tới những thứ mình chưa biết. Khi mà còn ở trong cái giai đoạn 1, giai đoạn vừa mới biết một cái vấn đề gì đó, thì cái tâm lý phổ biến đó là người ta thường hay coi trời bằng vung, nghĩ mình đã là chuyên gia rồi. Và từ đó họ bắt đầu có những cái hành xử ngông nghênh, ngạo mạn. Đây nó chính là những cái giai đoạn nguy hiểm nhất trên cái hành trình tích lũy kiến thức ở trong bất kỳ cái lĩnh vực nào. Nó chính là cái giai đoạn của những người tài xế mà họ mới lái xe được vài ba năm. Họ đã có được những cái kỹ năng nhất định về lái xe. Từ đó làm cho họ nghĩ là họ đã lái xe rất giỏi và rất vững rồi. Thành ra là họ bắt đầu chạy nhanh, chạy ẩu. Nhưng cái giai đoạn này họ vẫn chưa phát triển được những cái kỹ năng cao hơn. Những cái kỹ năng như là phán đoán tình huống và dự đoán được những cái nguy hiểm từ trước khi nó xảy ra. Và chính cái giai đoạn ngông nghênh ngổ ngáo này, nó thường sẽ là cái giai đoạn nguy hiểm nhất ở trong cái hành trình lái xe của họ. Những cái tai nạn nghiêm trọng nó thường xảy ra ở giai đoạn này, chứ nó không phải là cái giai đoạn mà chúng ta mới tập lái. Tương tự như vậy, một cái ví dụ khác ở trong đầu tư cũng vậy. Những người mà họ mất nhiều tiền nhất không phải là những người mới đầu tư, mà là những người đã đầu tư được một thời gian, đã thắng được một vài lần, qua được một vài đợt tăng trưởng của thị trường, rồi họ nghĩ là họ đã là chuyên gia rồi. Xong rồi họ bắt đầu họ đổ tiền nhiều hơn, họ chuyển sang những cái hình thức rủi ro cao hơn. Và cũng như cái trường hợp lái xe, rủi không may mà bị nạn ở cái giai đoạn này, thì có khi là chúng ta sẽ không còn cơ hội để làm lại lần nữa. Vậy làm sao mà chúng ta có thể tránh được những cái vấn đề này? Thì theo tôi, cái cách hiệu quả nhất là chúng ta phải nhìn được tổng thể cái bức tranh của bất kỳ một cái hành trình thu thập kiến thức nào. Có được cái bức tranh tổng quát như vậy, nó sẽ giúp chúng ta biết được là ai rồi cũng sẽ qua những cái giai đoạn như vậy. Để từ đó, chúng ta ý thức được là mình đang ở trong cái giai đoạn nào. Đặc biệt là những cái giai đoạn đầu, khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta có cái suy nghĩ ngông nghênh, tự cao tự đại, thì nhờ cái việc là có được những cái ý thức như vậy, chúng ta sẽ biết cách để mà chúng ta tiết chế,
và chúng ta có những cái thái độ, những cái cách hành xử đúng mực hơn. Chúng ta tránh cái việc để cho nó phát triển một cách tự nhiên. Bởi vì nếu mà để cho nó phát triển một cách tự nhiên thì phải đến giai đoạn 3 hay là giai đoạn 4, khi mà chúng ta nhận ra là mình chỉ đang là một con ếch ngồi dưới đáy giếng, rồi chúng ta mới bắt đầu khiêm tốn và hành xử một cách đúng mực. Thì khi đó có khi là nó đã hơi trễ rồi, hoặc ít nhất là nó sẽ làm cho cái hành trình tích lũy kiến thức của chúng ta không được hiệu quả. Nhờ có những cái bức tranh tổng quát như vậy, chúng ta có thể tự răn mình là mình chỉ đang mới ở cái giai đoạn đầu của hành trình, để từ đó chúng ta khiêm nhường hơn, chúng ta có những cái thái độ cầu thị hơn trong những cái hành trình tích lũy kiến thức của mình. Và nó sẽ giúp cho cái hành trình đó của chúng ta được thuận lợi hơn, chúng ta có được nhiều cái sự quý trọng và cái sự hỗ trợ của nhiều người khác, thay vì là cái thái độ ngông nghênh kênh kiệu, để rồi ai cũng ghét, rồi lỡ có thất bại thì cũng không ai thương. Tất cả mọi thứ nó nằm ở cái thái độ, ở cái sự khiêm nhường. Và khi mà chúng ta đã biết được cái bức tranh tổng thể như vậy, tôi tin là nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự khiêm nhường và những cái thái độ cầu thị, những cái thái độ tích cực ngay từ giai đoạn sớm hơn. Cá nhân tôi thì những năm còn trẻ, tôi cũng đã từng trải qua những cái trường hợp ngông nghênh như vậy. Để rồi bây giờ nhìn lại, khi mà tôi đã biết được nhiều hơn, tôi biết được là trong bất kỳ cái lĩnh vực nào, nó cũng sẽ vô cùng mênh mông và rộng lớn. Từ đó nó đã giúp cho tôi tiếp cận mọi thứ với một cái thái độ khác. Và chính những cái thái độ này, nó đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của tôi. Đó là lý do vì sao mà tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, những cái kiến thức này. Đây nó chính là những cái kiến thức nền, những cái mindset mà tôi tin là nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng thành công hơn ở trong cuộc sống. Tôi hy vọng là những kiến thức này nó sẽ hữu ích cho các anh chị. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật có YouTube, họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này, thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Ngoài ra các anh chị cũng có thể cân nhắc đăng ký kênh để mỗi khi mà tôi có cập nhật một nội dung nào đó mới, thì YouTube họ sẽ báo cho các anh chị biết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.